Mới đây, cộng đồng mạng trực tiếp lên tiếng, bày tỏ sự không hài lòng đối với dòng trạng thái gây tranh cãi của Lâm Chí Dĩnh. Cụ thể, nam diễn viên phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh một thời, Lâm Chí Dĩnh, quay ảnh chụp cùng một chiếc xiển vàng và đăng với dòng trạng thái: đặt chiếc xiển vàng động thổ này ở gầm giường sẽ giúp ích cho việc sinh con. Nếu đặt mặt xiển vàng hướng lên trên thì sinh con trai, nếu úp xiển xuống thì sinh con gái. Nhờ đó mà tôi đã có ba cậu con trai rồi. Tôi còn tặng cho cả hai người bạn của mình, cũng rất hiệu nghiệm. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nam diễn viên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Không ít người cho rằng Lâm Chí Dĩnh cung cấp thông tin thiếu tính khoa học, chưa kể anh còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ khi khoe khoang có ba cậu con trai nhờ phương pháp trên. Thời buổi này mà còn có suy nghĩ ấu trĩ như vậy sao? Anh ta bị bệnh không hề nhẹ. Lâm Chí Dĩnh đang nói đùa hay khoe khoang vậy? Hết thời nên cố tình gây chú ý bằng cách này à? Đó là một số bình luận gay gắt của netizen để lại trên bài đăng của nam diễn viên. Ngay sau khi cư dân mạng để lại bình luận gay gắt, ông bố bà con đã âm thầm sửa lại nội dung bài đăng. Anh đổi từ ba cậu con trai thành ba đứa con để tránh gây tranh cãi. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên cũng lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là một phong tục của địa phương mà thôi, sinh con trai hay con gái đều như nhau cả. Không ngờ chuyện này lại lên hot search, mong mọi người đừng suy diễn quá nhiều. Giữa làn sóng tức giận của cộng đồng mạng, Lâm Chí Dĩnh tiếp tục đăng dòng trạng thái chứng minh mình ổn. Anh viết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cũng không ngăn được tình yêu của tôi dành cho giải đua xe công thức 1. Trời mưa rồi, cuộc đua tối nay sẽ rất đặc sắc, các tuyển thủ cố lên. Lâm Chí Dĩnh có một cuộc sống gia đình không toàn vẹn từ năm 11 tuổi khi bố mẹ ly hôn. Anh không ở cùng mẹ nhiều cho tới khi trưởng thành. Vào năm ngoái, chương trình thực tế Mẹ Chồng Nàng Dâu muốn anh cùng vợ tham gia. Một phần anh muốn khán giả hiểu hơn về người vợ đảm của mình, mặt khác có thêm thời gian gần gũi với mẹ. Nhưng chỉ trong vài tập đầu phát sóng, bên cạnh việc bà Lâm Kim Hoa, mẹ Lâm Chí Dĩnh thể hiện mình là người khắt khe, khó tính với con dâu, những câu chuyện về mối quan hệ mẹ con của tài tử được hé lộ khiến khán giả bất ngờ. Bà Lâm cho biết, hiện tại bà sống cùng với chồng mới ở Đài Bắc, cách nhà của con trai mình không xa, nhưng có những lúc, tận 3 tháng trời bà không gặp con, mỗi lần gặp cũng chỉ khoảng 2 tiếng ngồi ăn cơm cùng nhau và bà chưa từng tới nhà con trai mình. Trong khi đó, nam diễn viên Thiên Long Bắc Bộ lại chia sẻ trên sóng truyền hình rằng tôi muốn mẹ thường xuyên tới nhà mình. Nhiều khán giả chỉ trích lời nói và hành động bất nhất của anh khi không mời mẹ tới nhà mà chỉ nói trên show để tạo hình ảnh đẹp. Chồng hiện tại của bà Lâm cho biết, sức khỏe của bà từ lâu không còn ổn định, bà thường xuyên bị ù tai, nhưng Lâm Chí Dĩnh khi nghe được tin này lại tỏ ra ngạc nhiên, không hề hay biết mẹ mình đã yếu đi, hay việc anh không nhớ chính xác ngày sinh của mẹ mình, mặc dù đã từng khoe ảnh tổ chức sinh nhật của mẹ. Điều này khiến cho hình ảnh chàng trai trong mộng của bao thiếu nữ ngày nào tan vỡ. Ngoài ra, anh cũng nhiều lần bị chính vợ mình vô tình làm cho khán giả cảm thấy thắc mắc. Thật sự anh có yêu thương và quan tâm vợ như những gì anh đã thể hiện trên truyền hình không? Khi vợ anh bày tỏ muốn ra ngoài mua quà cho mẹ, Lâm Chí Dĩnh ngỏ ý muốn đi cùng. Nhưng Trần Nhật Nghi lại ngạc nhiên nói, chẳng phải bình thường anh không thích cùng em đi dạo à? Điều này khiến cho người xem có cảm giác như chàng Đoàn Dự chỉ đang diễn vai người chồng tốt, tỏ ra yêu thương vợ, trong khi thực tế, anh không dành nhiều thời gian cho vợ đến thế. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu vào thời điểm đó đã nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, Trần Nhật Nghi cũng chia sẻ áp lực và bật khóc khi mẹ chồng khắt khe, khó tính và không thể hòa hợp với cô. Theo dõi các bình luận về chương trình, khán giả cũng có cái nhìn khác về chàng tài tử không tuổi.